Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc 1, kèm 1. Hotline tư vấn khóa học 18006223, website duyanhweb.edu.vn. Xin chào các bạn, tôi là Duy Anh Nguyễn, giám đốc trung tâm đào tạo marketing online Duy Anh Web. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nâng cấp cái tài khoản Google Drive chúng ta lên nhé. Tại sao lại cần nâng cấp? Chúng ta vào này. Chúng ta vào Gmail này. Đây, chúng ta sẽ đăng nhập cái tài khoản Gmail vào nhé. Và chúng ta bấm đến cái mục là Drive. Trong này thì các bạn sẽ thấy là gì? Dung lượng của các bạn được sử dụng là 15GB. Nhưng 15GB là không đủ. Nếu với những bạn nào lưu trữ nhiều như tôi, 15GB không thể đủ được nhé các bạn ạ. Đây, tôi sẽ có thể cho các bạn xem một cái tài khoản tôi đã mua đây. Đây là một cái tài khoản mà tôi đã mua bộ nhớ của nó đây. Các bạn nhìn đây này. Các bạn sẽ nhìn thấy bộ nhớ của tôi đang sử dụng là 1TB, tức là hơn 1000GB. Ok. Thế thì làm sao để chúng ta có thể mua được? Thì rất đơn giản thôi. Đây là một cái tài khoản mới toanh nhé. Các bạn nhìn đây nhé. Khi mà các bạn muốn nâng cấp bộ nhớ lên thì các bạn sẽ thấy cái nút màu xanh xanh. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn 18006223 website duyanhweb.com.vn. Mua bộ nhớ này, chúng ta bấm vào đây này. Rồi chúng ta chọn những cái dung lượng nó phù hợp với chúng ta. Thì ở đây có này, mặc định của chúng ta được 15GB miễn phí nhé. Và Google nó đề xuất là mua cái gói 100GB đầu tiên cho giá rất rẻ. Thì đó chỉ có giá là 45.000 một tháng và một năm thì là 450. Và nó sẽ gợi ý tiếp cho mình là gói 200GB và gói 2T. Và dần dần khi bạn lên được cái gói 1-2T rồi thì nó sẽ lên gợi ý cho các bạn những gói như này. Như ở đây. Khi các bạn đã sở hữu 1T rồi thì nó sẽ gợi ý cho các bạn lên đến 30T, thậm chí là lên 2T, 10T và 30T. Nhưng với một cái tài khoản mới khi chưa lên thì các bạn sẽ đây, các bạn sẽ chọn này. Đây. Thường thì nó sẽ gợi ý cho chúng ta là mua 100GB đầu tiên tránh lãng phí, hoặc là 200GB thì giá nó sẽ rất là hợp lý. Hoặc là 2T đây. 2T với giá là sao Google đợt này chuối thế nhỉ? Đây, tôi mua trước thì giá của nó còn bị đắt hơn. Bây giờ 2T của nó chỉ có 225.000 một tháng thôi. Bằng với cái giá tôi mua 1T ngày xưa đây. Đây. Bằng cái giá mua 1T ngày xưa. Mà bây giờ được những tận 2T. Các bạn thấy không? Đấy nhá. Đây 2T này. Mà 2T ở đây thì nó lại ghi là 45.000 một tháng. Tức là nó ưu tiên những cái tài khoản mới này. Các bạn mua mới bây giờ rất là rẻ này. Có khi sau này tôi sẽ phải hủy cái kia sang để tôi chuyển sang cái này. Đấy các bạn thấy không? Đây nhá. 2T của nó rẻ hơn rất là nhiều. Thế thì các bạn sẽ ấn vào này. Ví dụ tôi mua gói này đi chẳng hạn này. Nó sẽ hỏi chúng ta là có đồng ý điều khoản dịch vụ Google không này. Chúng ta chọn đồng ý nhá. Đấy. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc 1, kèm 1. Hotline tư vấn khóa học 18006223, website duyanhweb.edu.vn. Đây thì nó sẽ bảo chúng ta sử dụng những cái hình thức thanh toán như này. Ví dụ như thẻ tín dụng, thì chúng ta sẽ nhập số thẻ vào. Đây, chúng ta sẽ nhập số thẻ tháng 5 CVV, địa chỉ chủ thẻ. Thế là sau khi hoàn tất thanh toán là các bạn sẽ được sử dụng thôi. Nó rất là dễ dàng. Đấy, hoặc là có thể dùng Momo. Nó cho thanh toán qua Momo nhé. Đấy, hoặc là liên kết ví VTC Pay, nó cũng cho thanh toán này. Google đợt này nó rất là linh hoạt trong các phương thức thanh toán, hoặc là Zalo Pay. Hoặc là nếu các bạn có mã khuyến mại thì có thể đổi mã khuyến mại ở đây. Thế là chúng ta sẽ có thể nâng cấp lên được cái driver. Bây giờ rẻ thật. 2GB mà có 225.000 một tháng thôi. Cái này thì chắc cái tài khoản này sau này tôi sẽ phải hủy nó xuống để dùng cái đây tôi đang dùng đây này, gói này này sẽ tự động gia hạn vào 12 tháng 3 năm 2021 đấy.
đăng ký một năm tiếp theo sẽ gia hạn là 12 tháng 3 năm 2021, có nghĩa là 2021 tôi mới hết hạn cơ. Và lúc đó thì tôi sẽ hủy và tôi sẽ đăng ký lại để tôi lên cái gói 2T này này, mà cũng chỉ có 2 triệu đây này. Đây này. Đấy. Đấy, Google và các nhà mạng rất là buồn cười, nó hay ưu đãi cho khách hàng mới. Khách hàng cũ thường không được ưu đãi nhiều, thì chúng ta có thể là chuyển dữ liệu về rồi chúng ta up lại nó lên. Đấy, ok chưa? Thế thì hy vọng với cái clip này thì sẽ giúp các bạn biết cách là nâng cấp cái bộ nhớ làm sao cho nó đủ dùng, làm sao nó phù hợp. Cái việc mà lưu trữ trên máy vi tính bây giờ thì nó không còn thích hợp nữa. Bởi vì sao? Bây giờ chúng ta muốn đi bất kỳ đâu chúng ta có thể truy cập được bộ nhớ của chúng ta. Giống như cái bộ nhớ Drive này của tôi này, tôi lưu trữ những cái thông tin trên này, đi bất kỳ đâu tôi cũng có thể truy cập vào được, rất là tiện nhé. Thì các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Duy Anh Web Official để thường xuyên nhận được những cái thông báo mới nhất khi chúng tôi ra video. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip này. Các bạn nhớ like và subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn 1800062223 website duyanhweb.com.vn.